Bờ La là xóm còn nhiều khó khăn của xã Tân Kim, huyện Phú Bình. Đây cũng là xóm xa trung tâm, giáp danh với khu vực xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ. Xóm hiện có trên 90% nhân khẩu là dân tộc Tày, Nùng, sinh kế chủ yếu là nông, lâm nghiệp nhưng vẫn còn hết sức khó khăn. Dù ở gần khu vực Hồ Kim Đĩnh nhưng không được sử dụng nguồn nước tại đây. Một số diện tích đất nông nghiệp gặp khó khăn trong nguồn nước tưới tiêu, hiệu quả trồng trọt chưa đạt kỳ vọng. Cây lạc năm nay như này thì ít nữa thì chả được bao nhiêu cả. Mỗi năm nó mưa thì nó nước đầy đủ thì lúa lạc nó còn tốt. Nhưng năm nay giờ cây lạc nó như cái tăm như này thì bao giờ nó mới có củ. Khó khăn lắm, ở đây cứ sới nhầy mỗi sào bán ra là được lãi 1 triệu thôi. Dòng được 10 sào thì được 10 triệu. Trong số các khó khăn hiện nay, vấn đề nâng cấp đường giao thông được người dân phản ánh và mong mỏi. Dù xã Tân Kim đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2019, nhưng hạ tầng giao thông khu vực này chưa có sự thay đổi. Theo ước tính của người dân, đường giao thông liên xóm và các tuyến đường nội bộ thuộc khu vực có chiều dài khoảng 6 đến 8 km. Tuy nhiên, chỉ có trên 600 m là đường bê tông được xây dựng từ năm 2016. Đường giao thông khó khăn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, hàng ngày đều phải đi qua những đoạn đường đất, đường cấp phối trơ sỏi đá theo thời gian. Cái đường đất này nắng thì bụi mà mưa thì học sinh không thể đi được. Nó trơn rồi nó mưa gió, học sinh đi học đi lại rất khó khăn. Mà nông thôn chúng tôi ở đây là sống là rất vất vả. Đổ sỏi từ kia vào thì là đi nó không thụt nhưng mà nó trơn mới sóc lắm. Trẻ con đi học cứ mua được cái xe 7-8 triệu nhưng mà mất 1 tấn thóc đấy. Mà mới đi được chưa hết cái năm đã lòng hết rồi. Khổ lắm mà không biết làm nào được. Qua làm việc, lãnh đạo xã Tân Kim cho biết đã nhiều lần nhận được ý kiến phản ánh của người dân. Tuy nhiên, do nguồn lực địa phương còn hạn chế nên thời gian qua hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu. Tiêu chí về giao thông, thủy lợi trên toàn xã mới chỉ ở mức hoàn thành. Với các xóm bản dân tộc xa trung tâm càng khó để đầu tư thực hiện. Tân Kim thì chủ yếu là các cái hồ đập nhỏ xây dựng từ những năm 60 là những cái hồ đập chứa. Nếu những năm thuận lợi về nước thì mới đảm bảo được cái nước sản xuất. Còn những năm khô hạn, cái mức độ tích nước kém thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc là phục vụ nước tưới cho sản xuất. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì đối với Tân Kim thì được đầu tư là 3.644 tỷ để thực hiện cái nguồn vốn quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì ban thường vụ ban chấp hành đã có cái nghị quyết có chủ trương để đầu tư vào hai xóm đồng bào dân tộc, trong đó là xóm Quyết Tiến và xóm Bờ La. Với cái nguồn vốn đầu tư vào xóm Bờ La trong năm 2023 để thực hiện cái cải tạo nâng cấp là 2.013 tỷ. Cụ thể là xã đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế trong năm 2023 sẽ khởi công cái tuyến đường vào Bờ La. Hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đang được thực hiện và triển khai. Trong thời gian tới, địa phương cần sớm có thông tin, tuyên truyền đến người dân về chủ trương, phương án thực hiện, qua đó tạo được sự đồng thuận và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.